như cái khu này ở đây thì úp vô úp rút rút bẫy trên nền, tại vì cái đoạn đường đi khá xa đó bà con ơi, nhưng mà thấy hiệu quả thì nó không có, thôi úp rút trên nền luôn. Như ở đây cái bẫy đầu tiên, nhưng trước khi vô rút những cái bẫy này thì cũng cho bẫy gắn miền quê xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến cô chú anh chị mình qua màn ảnh nhỏ. Còn đây hành trình của Út thì cũng như mọi khi, chuột lúa dưa leo và hai túi lưới, có hai bờ tay chậm chưa mang nữa, nhưng mà bẫy thì vẫn còn, sẽ còn bẫy là vui rồi. Cái này thì hư chuột. Tiếp theo đây là cái bẫy thứ hai của khu này luôn đó cô chú anh chị, để lâu quá mà nói ngay không phải gì, gắn lúc này nó chạy yếu quá, rồi nắng thì đi không nổi, rồi cứ để ngày này qua ngày nọ, từng này qua từng nọ, thời gian trôi nhanh quá. Như cái này hôm nay mà cái dòng bẫy của mình cái nào có dính á, thì dính, còn không dính thì chuột thì chịu không nổi nha, tại khá là lâu rồi. Yeah. Cái này thì cũng vậy, cái này chuột hư, cái này hư chuột. Cũng như cái nền bẫy ở đây thì mình cũng dính được mấy con hô hành, nhưng mà không có con nào bự hết trơn á cô chú anh chị. Cái bẫy thì ở dưới đây, chỉ dưới đây chứ không biết còn không nữa. Vẫn còn bà con ơi, nhưng mà hình như thấy nhẹ quá thì phải. Cái này tiếp tục không có dấu hiệu con chuột mình nó hư, mà cái hòm sao nó hở dữ vậy nè không biết. Giờ đây thì mình bước vào khu mới. Khu này thì mình có mấy bẫy, nhưng mà một hồi Út test lại cái ổ ong, cái tổ ong đó thì tới hôm nay mình cũng bỏ hết mấy tuần rồi, không biết bây giờ có mặt mày gì hay không nữa, hay là khô luôn thì không biết. Như ở đây thì có một cái chiến vừa rồi, chiến vừa rồi cái bẫy này thì đi gì à? Dư không biết nhét đâu nhét đại. Mời nhét đại. Đây cô chú anh chị, cha nắng quá không biết bà con thấy không. Đây này. Vô kẹo. Trứng bự cỡ này thì chỉ có một loại một thôi chứ đâu có loại nào khác, nhưng mà không biết mấy con thôi. Hổ ngựa nha bà con, biết mấy con này không biết. Ồ, một con, nhưng mà con này khá là lớn. Đi nãy giờ kiếm chỗ trống trống để bắt em nó ra, nhưng mà chỗ nào cũng như chỗ nào. Thôi thì giờ qua anh em mình thăm, tiếp tục thăm cái bẫy này luôn, rồi có không có thì mình qua bên kia. Ở bên kia có trống trống kìa, rồi mình bắt ra. Rồi thấy dấu giò lội xuống đây. Cái bẫy em không biết nó an toàn không nữa này. Thấy còn, nhưng mà chuối xuống nước hết nửa bẫy rồi.
cái này có con rắn. Con này thì khá là to đó cô chú anh chị, nhưng mà hư rồi. Nè, để là nguyên bộ xương trà bá lửa nha. Tiếc quá vậy. Nè, xương con này là hơi to đấy. Như đây thì cáo Út đem theo để hỗ trợ cho mình chinh phục những tổ ong. Em này tính ra vô khá lâu. Mới đẻ đây. Chắc là hung lắm. Xuống chút nữa em. Đây này, anh chưa cháu trống nè, bậy rồi, bậy rồi, bậy rồi, bậy luôn rồi. Sao kỳ vậy, đúng rồi đó, đúng rồi đó, đúng rồi đó. Né, trống bành cây dê nè. Đúng rồi em. Sao kỳ vậy ta. Gì vậy, tính làm công chuyện với anh à. Vô túi. Bây giờ thì để mình kiểm tra số trứng. Con này vô hổm gà, tính ra lâu lắm rồi đó cô chú anh chị. Sao kỳ thế, cứng quá cứng. Ồ, trứng mà cũng làm khó nữa là sao. Dính một nùi cứng quá bà con ơi. Để Út gỡ ra. Vô anh lột da coi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ồ, khá là dữ ha, được 13 quả trứng vô túi luôn. Tiếp theo ngoài này một bẫy và trong đó một bẫy, nhưng mà cái bẫy bên trong thì không biết như thế nào, nhìn thì thấy trong lỏng trong liễu khu vực đó hết, không biết có an toàn hay là không nè. Còn cái bẫy ở đây thì chắc không nên đổi. Bẫy thì thấy còn đây. Thiều cho nó chống cái đầu bẫy cái thì mình sử dụng bằng tay ha. Cái này thì hư chuột đồ nào tới giờ rồi. Lúc nãy thì ở bên kia cũng có dính được một con, nhưng mà hơi nhỏ. Rồi thêm có người nữa rồi Út cũng không có quay. Còn đây là cái bẫy tiếp theo. Khu này thì có chiến Út đi vô bị ngợp nước hết con hổ, cũng khá là lớn đó cô chú anh chị. Ok, vậy hình như là giờ xích lại đâu đây. Phải
lắm ta. Đúng rồi. Út vừa gặp ngăn lại, ngồi đây lú đầu đây. Út chụp chọc cho nó chạy luôn. Quay còn đây. Cái này thì cũng có đồ nha bà con, nhưng mà hư rồi. Hồ hành quá. Nói bà con mình đừng cười Út chứ. Mấy hôm nay sao sao á. Hôm nay đã nói là đi thay ba cái chuột đang chuẩn bị đón đón cái đám mưa đầu mùa, nhưng mà cuối cùng lại thì lúa của mình á, lúa dưa leo thì còn nhóc nhưng mà chuột thì không còn. điểm cho đã đời rồi đi đem không đủ. Đây thì bây giờ mình còn thăm cái này nữa thì bắt đầu Út sẽ tạm ngưng. Bây giờ cũng còn chuột đâu đi thay. Tạm ngưng rồi xong số chuyến sau thì mình đi thăm. Chuyến sau mình đi thăm thì mình sẽ đem chuột theo mình vô mình đặt lại chứ sao giờ. Nè, lúa thì lúa dưa leo nè, còn cất bên đây nữa nè. Thua thì còn đây, như hồi nãy thì cũng có dính con hô hành đâu có nói đó, nhưng mà nhỏ gỗ con có quay thôi kệ. Hôm nay mình đi vô chuột mà tại vì cái lùng bẫy này thì bỏ quá lâu rồi, vô chuẩn bị đón đám mưa đầu mùa nha bà con. Rồi thì cái này cho Út xin gửi clip ngắn gửi đến cô chú anh chị mình xem giải trí với Út trong giờ lao động mệt mỏi ha. Rồi bây giờ cũng cho Út xin kết thúc clip ở đây. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình clip lần sau.